Thì chào các em, hôm nay thầy dạy tiết 1 bài phép quay. Để hiểu như thế nào là phép quay thì thầy lấy một ví dụ trong cuộc sống như sau. Chúng ta thường nói là quay bên phải góc 90 độ hoặc quay bên trái một góc 90 độ. Thì rõ ràng phép quay đó cho ta biết độ lớn của góc quay và chiều quay. Hôm nay thầy sẽ dạy các em cái bài phép quay ở trong mặt phẳng. Cái chiều quay của điểm M 0 theo cái chiều ngược chiều quay kim đồng hồ là chiều dương. Mà chiều quay của điểm M0 theo cùng chiều thì chiều quay kim đồng hồ là chiều âm. Ứng với chiều dương thì chúng ta được một góc lượng giác dương, ứng với chiều âm thì chúng ta được một góc lượng giác âm. Bây giờ thầy cho điểm M là một cái điểm tùy ý ở trong mặt phẳng, O là một cái điểm cố định, và thầy cho một góc chẳng hạn như là 45 độ. Thầy thì thực hiện một phép quay điểm M đến cái vị trí điểm M phẩy một góc 45 độ. 45 độ là một góc lượng giá. Tức là số đo của cái góc OM, OM phẩy bằng 45 độ. Bây giờ thầy quay như sau. Quay 45 độ, các em nhìn phép quay của thầy thể hiện ở số đo góc lượng giá OM, OM phẩy bằng 45 độ. Như vậy thầy đã nói là thầy đã thực hiện một phép quay tâm O có quay 45 độ. Phép quay này biến điểm M thành điểm M phẩy, nó thỏa mãn độ dài OM bằng độ dài OM phẩy và góc lượng giác OM bằng góc lượng giác OM, OM phẩy bằng 45 độ. Điểm M này tùy ý nha các em, thì có thể lấy bất kỳ ở một điểm nào. Thì bao giờ ứng với mỗi điểm M ta có duy nhất một điểm M phẩy thỏa mãn góc lượng giác OM, OM phẩy luôn luôn bằng 45 độ và độ dài OM bằng độ dài OM phẩy. Bây giờ thầy lại cho điểm M nằm một vị trí khác. Bây giờ thầy cho góc quay á là góc 45 độ. Bây giờ thầy quay game này, 45 độ, em nhìn cái chỉ số góc quay phía dưới. Như vậy phép quay tâm O có quay âm 45 độ biến điểm M thành M phẩy nếu như độ dài đoạn OM phẩy bằng độ dài đoạn OM và góc lượng giác OM, OM phẩy bằng âm 45 độ. Và từ đây người ta nói rằng ta đã thực hiện một phép quay biến điểm M thành điểm M phẩy với O là tâm quay và góc âm 45 độ này là góc quay. Vậy từ đây ta định nghĩa tổng quát phép quay tâm O có quay alpha như sau. Cho một điểm O và một góc lượng giác alpha, phép bình hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M phẩy, sao cho OM phẩy bằng OM và góc lượng giác OM, OM phẩy bằng alpha, được gọi là một phép quay tâm O góc alpha. Như vậy trong định nghĩa này thì nói với mọi điểm trong đó có điểm O qua phép quay góc lượng giác alpha biến thành chính nó, và ứng với mỗi điểm M khác O
hình m phẩy sao cho độ dài OM phẩy bằng OM và góc lưng giác OM có m phẩy bằng alpha, được gọi là một phép quay tâm O góc alpha. O gọi là tâm quay, góc alpha gọi là góc quay. Như vậy thì chúng ta ghi lại công thức gọn của phép quay, đó là phép quay tâm O góc alpha biến m thành m phẩy khi và chỉ khi thỏa hai điều kiện. Thứ nhất là góc lưng giác OM OM phẩy bằng alpha và độ dài OM phẩy bằng OM. Ở đây chúng ta chú ý cái hướng quay, chiều dương của phép quay là chiều dương của đường tròn lưng giác, thầy đã nói, nghĩa là chiều ngược của chiều quay kim đồng hồ. Còn chiều âm là chiều cùng chiều với chiều quay kim đồng hồ. Bây giờ chúng ta sang làm một cái ví dụ để sáng tỏ định nghĩa này. Bây giờ á, phép quay tâm O góc quay 90 độ nó sẽ biến cái điểm đoạn thẳng AB thành đoạn nào? Bây giờ thầy quay 90 độ là quay theo chiều dương, đúng không? Còn góc 90 độ, các em quan sát cái số đo 90 độ. Như vậy qua phép quay góc quay 90 độ nó biến điểm B thành điểm B phẩy, biến điểm A thành điểm A phẩy, và đoạn thẳng AB thì biến thành đoạn thẳng A phẩy B phẩy. Thỏa mãn, biến điểm B thành điểm B phẩy có nghĩa là độ dài OB bằng độ dài OB phẩy và góc lưng giác OB OB phẩy bằng 90 độ. Biến điểm A thành điểm A phẩy nghĩa là độ dài đại số độ dài OA phẩy bằng độ dài OA và góc lưng giác OA OA phẩy bằng 90 độ. Khi đó ta nói phép quay tâm O góc quay 90 độ biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng A phẩy B phẩy. Bây giờ chúng ta thực hiện một phép quay tâm O góc quay âm 90 độ. Trở lại từ đầu. Bây giờ thầy sẽ quay một góc quay âm 90 độ thì thầy sẽ quay theo chiều quay cùng chiều với chiều quay kim đồng hồ. Em theo dõi. Như vậy phép quay tâm O góc quay âm 90 độ biến điểm B thành điểm B phẩy, thỏa số đo góc lưng giác OB OB phẩy bằng âm 90 độ và độ dài OB phẩy bằng độ dài OB. Biến điểm A thành điểm A phẩy qua phép quay tâm O góc âm 90 độ, độ dài OA phẩy bằng độ dài OA và góc lưng giác OA OA phẩy bằng âm 90 độ. Các em hiểu phép quay tâm O có quay alpha thì các em phải nhớ là quay theo góc dương này hoặc là góc âm để các em xác định cho đúng hướng quay và độ lớn của góc quay. Như vậy qua ví dụ này ta thấy rằng một phép quay hoàn toàn xác định khi biết được thứ nhất là góc quay, thứ hai là tâm của phép quay. Ở đây là AB có thể tùy ý các em, AB có thể tùy ý chứ không phải là AB là cố định. Thầy để giao cho AB thay đổi thì các em thấy là AB nó tùy ý. Như vậy là phép quay này là
nó biến điểm A thành điểm A phẩy, biến điểm B thành điểm B phẩy, còn AB là tùy ý. Như vậy các em hiểu phép quay chưa? Một phép quay hoàn toàn xác định khi điểm tâm quay, góc quay. Thì chúng ta sẽ thực hiện được phép quay đó. Còn đối tượng quay thì tùy vào từng đối tượng. Bây giờ chúng ta sang làm ví dụ sau. Hoạt động thứ nhất, tìm một phép quay thích hợp để phép quay tâm ô. Như hình vẽ này các em này. Tâm ô biến điểm A thành điểm B. Điểm A là cái điểm mà có xe màu đỏ, điểm B là có cái xe màu xanh. Điểm C thành điểm D là điểm C nằm đây, điểm D nằm đây. Thì các em thấy là trên đường tròn này á, là có 8 điểm. Số đo của mỗi cung này là bằng nhau và bằng bao nhiêu các em? Bằng 45 độ. Cho nên phép quay biến điểm A thành điểm B là quay theo cái chiều quay ngược chiều quay kim đồng hồ là góc dương 45 độ, đúng không ạ? Bây giờ thầy thực hiện phép quay. Các em quan sát hình vẽ. Như vậy là phép quay này sẽ là phép quay tâm ô, và quay là 45 độ biến A thành B. Bây giờ biến điểm C thành điểm D. Các em nhìn ở đây, ở đây có 6 cái đường tròn các em này, 6 nửa đường tròn này. C và điểm D là cách nhau là mấy độ các em? Góc C, O, D là 60 độ đúng không? 60 độ. Như vậy phải quay biến điểm C thành điểm D là chiều quay là chiều quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy ta được cái góc quay là góc dương 60 độ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép quay. Phép quay điểm C biến thành điểm D, góc quay dương 60 độ. Và cuối cùng mình được phép quay tâm ô góc quay 60 độ biến điểm C thành điểm D. Bây giờ qua hoạt động thứ hai là có hai cái bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào? A quay theo chiều dương thì B sẽ quay theo chiều âm, đúng không? Như vậy thì bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B sẽ quay theo chiều âm. Bây giờ qua hoạt động cuối cùng. Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ? Đồng hồ của chúng ta thì kim giờ và kim phút nó quay theo chiều cùng chiều quay kim đồng hồ, cho nên là sẽ có số đo của góc là âm. Thì từ cái vị trí 12 giờ mà đến vị trí 15 giờ thì nó quay kim giờ quay được một góc là âm 90 độ. Thì ứng với mỗi giờ thì kim phút quay được một góc là âm 360 độ. Vậy thì khi kim giờ chỉ từ vị trí 12 giờ đến lúc nó chỉ vị trí 15 giờ thì như vậy là kim phút quay được là âm 3 nhân với 360 độ thì bằng âm 1080 độ. Vậy chúng ta giải xong. Kim giờ quay một góc âm 90 độ thì kim phút quay một góc âm 3 nhân với 360 độ bằng âm 1080 độ. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em dạy những cái ví dụ và những hoạt động của sách giáo khoa. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.